bạn. Rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Tư vấn Du học Úc cùng công ty Tâm Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và nếu như bạn quan tâm đến du học Úc mà vẫn chưa biết nên chọn chuyên ngành nào, thì những ngành học mà Tâm Đại Dương sắp chia sẻ sau đây chắc chắn đang là sự quan tâm của rất nhiều bạn học sinh sinh viên. Đầu tiên là phải kể đến các ngành về lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn. Lĩnh vực rộng lớn này thì bao gồm tất cả những chuyên ngành từ nghệ thuật đến khoa học nhân văn. Đây là những chuyên ngành có nhiều chương trình học bậc sau cử nhân, phục vụ cho việc nghiên cứu lên cao. Tại Úc thì có nhiều trường danh tiếng về các ngành học này. Và thứ hai đó là các ngành về lĩnh vực thương mại, quản trị kinh doanh, MBA. Thương mại là một trong những lĩnh vực phong phú tại Úc. Thương mại và quản lý được giảng dạy ở hầu hết các cơ sở đào tạo trên cả nước, cũng như là ở các bậc học khác nhau, từ các chương trình cấp bằng nghề đến bằng MBA và cả bằng nghiên cứu. Việc nằm gần khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng là một lợi thế cho du học sinh Úc trong định hướng việc làm. Hơn nữa thì các trường đại học của Úc có nhiều mối quan hệ, hợp tác rất gắn bó với các tổ chức địa phương và quốc tế. Điều này thì mang lại cho sinh viên cơ hội được thực hành khi theo học. Những sinh viên hoàn tất một chương trình kế toán có thể còn được tham gia một năm làm việc để học hỏi thêm kỹ năng làm việc tại Úc. Và chương trình kéo dài 12 tháng này cho phép sinh viên quốc tế góp nhặt kinh nghiệm sau khi học thông qua một cuộc thực tập tại công ty. Và thứ ba đó là các ngành về công nghệ thông tin. Nói là học về công nghệ thông tin và máy tính, nhưng bạn có thể đi sâu vào từng chuyên ngành như là hệ thống máy tính, quản lý dữ liệu, thiết kế game, kỹ sư hệ thống, kỹ sư phần mềm và máy tính mạng. Những sinh viên tốt nghiệp ngành này cũng có thể tham gia chương trình thực tập sau một năm tốt nghiệp. Và thứ tư đó là các ngành về kỹ sư công nghệ. Bên trong thế giới kỹ sư và công nghệ có rất nhiều lĩnh vực mà bạn có thể lựa chọn, từ kỹ sư xây dựng, dân dụng, hóa học, điện, cơ khí cho đến kỹ sư hàng không, kỹ sư hàng hải, công nghệ nano, công nghệ thực phẩm và công nghệ thiết kế. Một chuyên ngành độc đáo nữa là khai thác mỏ và các ngành học tại khu vực Tây Úc, Nam Úc và vùng Queensland, nơi có công nghiệp khai khoáng phát triển, cũng như là sinh viên kinh tế và công nghệ thông tin, sinh viên quốc tế tốt nghiệp các khoa kỹ sư cũng có cơ hội tham gia chương trình thực tập một năm sau tốt nghiệp. Và tiếp theo sau nữa là những ngành nghề về sức khỏe và y tế. Nếu bạn muốn làm việc trong ngành công nghiệp sức khỏe, Úc sẽ là điểm đến mang lại cho bạn những chương trình học chất lượng được quốc tế công nhận. Các chuyên khoa như là y khoa, dược, y tá, tâm lý hay là phục hồi chức năng đều có những tiêu chuẩn đầu vào nghiêm ngặt. Có thể bạn đã biết là Úc chính là đất nước quan trọng trong việc nghiên cứu y khoa, đồng thời là đất nước cũng đã tạo nên penicillin, phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, siêu âm, tai nghe sinh học và vaccine phòng chống ung thư cổ tử cung. Và cuối cùng là các ngành nghề về lĩnh vực du lịch. Du lịch là một trong những nền công nghiệp chính của nước Úc và chẳng có lý do gì mà bạn thờ ơ với ngành học này khi nghĩ tới Úc. Tại đây thì bạn sẽ được học các kỹ năng và kiến thức liên quan đến ngành công nghiệp du lịch. Các khóa học trong lĩnh vực này thì rất phổ biến và được dạy ở mọi cấp bậc, nên chẳng lý do gì bạn có thể gặp khó khăn trong việc tìm ra khóa học phù hợp với mình. Ngoài ra thì bạn cũng có cơ hội đào tạo sâu vào những ngành độc đáo như là du lịch về rượu hay là du lịch sinh thái. Và hy vọng rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chọn được ngành học phù hợp. Và để được hướng dẫn thủ tục du học Úc, vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Lưu ý là Tân Đại Dương có 2 chi nhánh, một chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Các bạn có thể nhấn subscribe để theo dõi những clip tiếp theo cập nhật thông tin du học Úc bổ ích. Sau đây thì xin mời các bạn xem một clip chia sẻ của các bạn du học sinh Úc. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ về du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ trò chuyện với một bạn du học sinh chọn Úc làm điểm đến để du học. Thì như các bạn cũng biết thì nước Úc được đánh giá là một quốc gia thứ hai trên thế giới về môi trường cho người dân sinh sống và học tập cũng như là làm việc. Và số lượng học sinh sinh viên Việt Nam nói riêng và số lượng sinh viên quốc tế nói chung thì lựa chọn Úc đang ngày một tăng lên. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với lại Nhật Liễu, một du học xin chọn Úc làm điểm đến để du học, và cùng trò chuyện với Liễu để tìm hiểu xem là quá trình làm hồ sơ của Liễu thì như thế nào nhé. Chị chào Nhật Liễu. Dạ em chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân của em. Dạ em tên là
Nguyễn Trương Trân Liễu, em sống ở Vũng Tàu, năm nay em 20 tuổi và em đang có dự định để đi du học. Thường thì em thích học tiếng Anh, nghe mấy nhạc tiếng Anh rồi xem mấy chương trình nước ngoài. Cho chị hỏi là lý do tại sao là Liễu và chồng ok du học? Dạ, tại vì thứ nhất là em có dì của em ở bên đó. Thứ hai thì em rất là thích Úc, tại nước Úc á, thứ nhất là có nền giáo dục rất là phát triển, bằng cấp quốc tế, bằng cấp của Úc thì được quốc tế công nhận. Sau này thì em cũng có thể dễ xin việc hơn. Rồi con người ở đó thì rất là thân thiện, em rất là thích. Và cái môi trường sống rất là phát triển. Ở Việt Nam thì mình đã tốt nghiệp chương trình phổ thông gì, không biết có Úc thì mình sẽ chọn học tiếp chương trình gì em á? Dạ, em học tiếp chương trình đại học chị, với chuyên ngành cử nhân thương mại. Em chọn cử nhân thương mại là tại vì lúc mà em còn nhỏ chị, ba mẹ em thì làm kinh doanh, rồi em cũng theo và em thích từ nhỏ nên em muốn để trở sau này em cũng giống như ba mẹ trở thành một nhà kinh doanh nhỏ, cho nên là em cũng có nói với ba mẹ rồi hướng đến nhiều học nước ngoài, và nước ngoài thì ba mẹ em rất đồng ý. Vậy thì qua đó mình sẽ học ở môi trường nào em? Dạ, em học ở Charles Darwin University, và trường của em thì dạng như là song, trường dạy là song hệ chị, là vừa đại học cao đẳng rồi nhiều cái. Trường em thì có trường, cái trường em chọn thì em thấy là em được biết là có nền giáo dục tân tiến, vật chất, cơ sở vật chất thì rất là tiến bộ, cho nên là em nghĩ là, với lại cũng gần với lại cái chỗ ở của dì em, cho nên là em chọn trường đó. Vậy là qua đó em có ở chung với dì em? Dạ có chị, em ở chung với dì, tại vì như vậy thì thuận tiện hơn cho em rất là nhiều. Mình nhập học tháng mấy em? Dạ em nhập học ngày 24 tháng 11. Vậy là cũng sắp rồi. Dạ sắp rồi. Mình đã chuẩn bị hành trang xong chưa? Dạ cũng sắp xong rồi. Dự định của mình khi mà học xong tại Úc thì như thế nào? Dạ em thì dự định là khi mà học xong thì em về đây, em có thể thứ nhất là em được ở gần với mẹ em, với gia đình em, tại vì trong gia đình em chị là chị lớn nữa, mà em mẹ em và con mình em con gái nữa, nên em cũng thương mẹ em lắm, em muốn hỏi mẹ về công việc. Thì em định về đây thì ở đây cũng có nhiều công ty nước ngoài, chắc em muốn xin việc luôn. Thì với cái bằng cấp mà mình nhận được từ Úc thì về Việt Nam để tìm kiếm một cái công việc mà với mức lương cao thì khá là dễ dàng. Dạ. Chị nói với em là cái cảm nhận của Liễu khi làm hồ sơ để tăng đại dương thì như thế nào? Dạ, em có nghe trên TV á chị, nói về hành trang du học, rồi em biết về công ty tăng đại dương, rồi em cũng có lên mạng để em xem và em biết địa chỉ, rồi em đến đây. Mới đầu á thì em rất là hồi hộp, tại vì em không có biết là mình chọn cái trường đó có phù hợp cho em không. Cho nên em có lên trung tâm tên đại dương và em được chị Huệ tư vấn rất là kỹ. Chị Huệ rất là nhiệt tình, và tư vấn rất là nhiệt tình, và chị cho em biết là trường đó như thế nào, những cái gì phù hợp với em. Và em quyết định là lựa chọn trường em đang theo là gì cũng rất là phù hợp với em. Tiếp theo thì trong cái lúc mà cái khoảng thời gian mà làm hồ sơ thì có lúc thì rất là vui, có lúc thì rất là hồi hộp. Tại lúc mà vui như là chị Huệ bảo là em nộp hồ sơ này rồi hồ sơ kia thì em đã hoàn thành hết, em rất là vui. Thì em chỉ nghĩ là sẽ mình sẽ đợi chờ thông tin tiếp. Nhưng mà còn lúc xong rồi có lúc thì chị Huệ nói là em phải nộp thêm cái đó. Mà tại vì chị biết là gì em ở bên Úc á chị, cho nên giấy tờ khi khi gửi về em lo sợ là không có kịp thời gian nữa. Rồi xong rồi lúc nói chung là nhiều cảm xúc lắm chị, hồi hộp, vui. Có lúc thì em ngủ không được, lúc mà chị Hoài bảo là em chuẩn bị phỏng vấn là em ngủ không được luôn. Đêm nào cũng ngủ không được, em cứ sợ sắp tới phỏng vấn. Rồi cái lúc mà chị Hoài bảo có kết quả thì em rất là mừng. Em cũng háo hức là hôm nay em phải lên được đây để em Chị cảm ơn những chia sẻ của Liễu trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em sẽ hoàn thành tốt ước mơ của mình trong tương lai. Dạ, cảm ơn chị.
Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe Nhật Liễu chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Úc của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.